Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Segui đây. Và trong trận đấu ngày hôm nay, hiện tại các form bài của mình đang có đó chính là hai can trường nha, với Tarik, Kayle, Samira 1 sao và đi chung với Mauka 2 sao nha mọi người. Và hiện tại á là mình cũng đang muốn làm một cái form bài meta tướng 3 từ Gary đang rất là mạnh luôn á. Đó chính là bài Kalista Carry đi chung với Thách Đấu nè, Ionia nè và Dũng Sĩ nha mọi người. Và cái bài meta này á đang được đánh giá đó chính là bài meta cấp S cộng luôn đó nha, là thật sự rất là mạnh luôn á và siêu dễ chơi nữa. Và chắc chắn rồi nha mọi người, trước khi mà mình làm video meta thì mọi người ơi hãy kéo xuống dưới cái phần bình luận nha, tại vì mình có để một cái đội hình chuẩn á để cho mọi người cùng xem qua tham khảo nha. Cái đội hình đó là sẽ không cần ấn nè, không cần lỗi nè, cũng như là biến hệ nha mọi người, chỉ cần đúng tướng đó và đúng level thôi, mọi người bỏ vào là sẽ ok. Đây, thay vào Velcot tướng 3 tiền, Teemo tướng 2 tiền, Taric tướng 3 tiền, Maokai tướng 1 tiền, 2 sao luôn á nha. Phần bài đếp máu rồi thôi chứ, hết nước chấm luôn. Ông này là hư không với Virgo 2 sao à, cũng bình thường thôi. Thì lúc đầu á là mình cũng đang được một cái lô bạc rất là ngon luôn á. Vẽ đồ thì thôi chứ, cứ gọi là như họa sĩ luôn nha mọi người. Đó chính là hộp quà Pandora. Đấy. Nếu như mọi người chưa biết á thì cái quả lõ này bây giờ nó có tận 3 bậc nha. Bậc bạc nè, bậc vàng và bậc kim cương nha. Hộp quà Pandora kim cương nha mọi người. Mình nhớ không nhầm á là nó vẫn có nội tại đổi đồ, nhưng mà nó cho mình thêm một cái trang bị ánh sáng nữa, khá là chiến báo luôn á. Mình thấy nó còn gọi là bá đạo hơn hẳn cái lõi kim cương mà kho thần tích đó anh em. Quá là bá luôn. Tại vì kho thần tích á nó cho mình chọn là một trong năm món đồ ánh sáng, nhưng mà cái hộp quà Pandora ánh sáng á nó cho mình một trang bị ánh sáng luôn nha. Và đổi được anh em ơi, thích đổi trang bị nào thì đổi thôi. Khá là ảo mai luôn á. Hiện tại là mình cũng đang muốn tiếp tục tích tiền đép máu và lên tầm level 7 nha, để roll kiếm Kalista 3 sao. Tại vì khi mọi người chơi những cái form bài tướng 1 tiền, tướng 2 tiền và tướng 3 tiền Gary á, chỉ cần quan tâm cho mình hai điều thôi. Thứ nhất á là tướng đó phải là 3 sao nha. Thứ hai á phải đồ chuẩn nha mọi người. Tại vì anh em nên nhớ mùa 9 này á sẽ không còn lỗi tướng nữa. Đấy. Ở mùa 8 á thì nếu như mà mọi người có lỗi tướng á thì không cần đồ chuẩn cũng được. Nhưng mà ở mùa 9 như thế này á không có lỗi tướng á nha. Nếu như mọi người không phải là 3 sao, không phải là đồ chuẩn á, thì về lúc cuối game gặp những cái form bài tướng 4 tiền Gary như là bài Jerry Aphelios đó cũng đang rất là lỗi luôn á nha. Hoặc là tướng 5 tiền Gary á anh em ơi, thì thôi chứ đuối lắm thật sự luôn á. Phải là đồ chuẩn, phải là 3 sao nha thì mới chơi được. Thì ngày hôm qua là mình đã có làm hai cái form bài meta cho mọi người cùng tham khảo qua rồi. Thứ nhất á là bài Aphelios nha, đi chung với đấu sĩ thiền xạ đó nha mọi người. Còn bài thứ hai á là bài Teemo pháp sư đại chú. Ui, cái bài đó thì thôi chứ đang lỗi lắm luôn á em. Nếu như mọi người hỏi mình cái bài nào mà leo răng ok nhất mà dễ chơi nhất hiện tại luôn á nha, thì mình chắc chắn luôn sẽ đề xuất với mọi người một cái form bài. Một á là Teemo carry, hai á là bài Velcot carry nha. Còn những cái bài mà dễ chơi khác á nhưng mà nó cũng cần điều kiện nhiều hơn, đó chính là bài Z carry và Kata carry nha mọi người. Và nếu như mọi người muốn theo dõi thêm những cái form bài meta mới nhất, hot nhất và được cập nhật hàng ngày luôn nha, theo từng phiên bản nha mọi người, thì hãy đừng quên để làm một cái đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha, cũng như là bấm cái chuông nữa để nhận thông báo mới nhất cơ. Động lực phải gọi là siêu lớn luôn á. Tại vì khi mà mình làm meta là mình sẽ cố gắng mình ưu tiên làm những cái form bài meta nào mà đang mạnh nhất trong phiên bản đó nha mọi người. Mình làm theo bảng xếp hạng từ trên xuống dưới nha. Cái bài nào mà nó mạnh nhất, nó dễ chơi nhất và đang được nhiều người sử dụng thì mình sẽ ưu tiên làm trước cơ. Còn những cái bài nào mà nó dị dị nè, nó ít người chơi với lại là nó được khám phá ra sau á, thì mình sẽ cập nhật từ từ và dần dần cùng mọi người nha. Úi xồi, ông này có quả Garen trong chống che thì chịu rồi anh em ơi. Trời ơi, Garen 2 sao đồ ánh sáng, nó xoáy có chưa có phát nào đâu. Ok, bán Samira tích 20 tiền nha. Chơi cái bài Kalista này á, ba chân bị chuẩn nhất mọi người có thể lắp cho nó, đó chính là cuồng đao, giao điện và diệt khổng lồ nha mọi người. Tại vì con Kalista này á, nó sẽ có một cái nội tại, đó chính là khi nào mà nó quăng đủ số lượng gọi là mũi giáo á ở trên mục tiêu, nó rút một phát là chắc chắn đi luôn nha. Cái đó mới là kinh khủng đó anh em ơi. Nó quăng chừng nào mà rút một phát á là 100% đi luôn nha mọi người. Nó mới ác chưa. Và kỹ năng của nó kích thọt lên á là gắm thẳng 6 mũi giáo vào tay bạn. Ác thật luôn á chưa. Và cái hệ thách đấu là thứ nhất nè, nó tăng cho Kalista này
quá là nhiều tốc đánh đi. Tốc đánh càng cao nha mọi người, giáo găm vào nó càng nhiều thôi. Và nó còn được đi chung với giao điện nữa chứ. Cái giao điện này thì mọi người nên nhớ nha, nó sẽ kích hoạt dựa theo đòn đánh thường. Đánh tay càng nhanh á, giật điện nó càng nhanh nha. Nên đây là ba cái combo mình thấy là cũng khá là bá đạo đó. Còn cái giật khổng lồ này thì nó sẽ khắc chế những cái ông nào mà đang chơi những cái phơm bài solo roll tướng 3 tiền hoặc là tướng 4 tiền nhiều anh em. Đây rồi, Kalista đây rồi anh em ơi. Và con Kalista này á, nó có hai hệ thôi nha. Một á là hệ thách đấu, còn hai á là hệ quân đả bóng đêm nha. Ui, cái ông nào dịch cái quả tên nó dài ngoằng, loằn ngoằng ác luôn á anh em ơi. Phải viết tắt luôn mà, thề luôn á. Từ mùa 1 đến tận mùa 9 mình chơi bây giờ, đây là cái mùa đầu tiên mình thấy tên tộc hệ phải viết tắt luôn nha mọi người. Tại vì nó quá dài, ảo thật luôn á anh em. WD quy đầu à. WD bóng đêm anh em. Hai cốt xong rồi thêm cái quả phù thủy tối thượng nó. Nó dài thật sự luôn á. Mấy cái ông viên di dịch mấy cái quả tên nhìn hài cốt lắm anh em. Nhất là cái quả mà Slayer mà dịch thành thích khách. Rồi râu là dịch thành du côn. Nói chung là cũng hợp lý đi. Mình cũng chấp nhận được đi. Ok. Sao nha. Chủ yếu là con Kalista này. Cái hệ quần đảo bóng đêm này nè. Nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Tại vì nó sẽ có một cái nội tại là nếu như mà team bạn đánh mình, hoặc là mình đánh team bạn đủ 8 lần thì nó sẽ tạo giáp dựa theo phần trăm máu và hồi mana nha. Thì cái này nói chung anh em kích hoạt được cũng tốt, mà không thì cũng không có sao cả. Tại vì nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều với con Kalista này. Mọi người chỉ cần quan trọng cho mình là đi chung với thách đấu thôi nha. Để tăng tốc đánh, cái đó mới là quan trọng. Còn quần đảo bóng đêm này thì mọi người kích móc 2 cũng được, móc 4 cũng được. Mà mình nghĩ là chơi Kalista carry thì đừng bao giờ cố gắng kích lên móc 6 nha mọi người. Tại vì nó sẽ khá là phế thật. Móc 2 là ok rồi, còn không thì khỏi kích luôn anh em ơi. Tại vì cái tộc đó mình thấy nó không có liên quan gì cho lắm á. Tăng giáp với lại là hồ mana, thật sự là Kalista nó không có cần. Tại vì nó tạo giáp theo phần trăm máu anh em. Có thì ngon, không có là thôi. Rồi để cùng xem thử cái lõi thứ hai nào. Bây giờ trước khi mà vào chọn á nha, mọi người sẽ được chọn những cái nâng cấp anh hùng để mà ra được cái lõi mà mình mong muốn á. Thì mình đang lấy cái nâng cấp anh hùng Chitta Fest nha, để cho nó ra cho mình những cái lõi như là học quà Pandora nè, tiếp tế trang bị các kiểu, cầu hồi phục khá là ngon nha. Khi một kẻ địch bị hạ gục, tướng đồng minh gần nhất được hồi lại tới tận là 500 máu anh em. 500 máu đó. Đây là một cái lượng máu phải gọi là rất là lớn luôn anh em ạ. Ok đấy. Mà team bạn chết nha, mình được hồi phục. Mà tướng gần nhất có nghĩa là nếu như mà cái dàn tăng của mình nó còn sống và cái dàn đan của mình nó cứ quăng được liên tục thôi thì bất tử luôn á. Tại vì một phát hồi được tới tận là 500 máu. Con tướng carry bình thường lắp đồ full đam nha mọi người, tầm móc 2 sao hoặc là móc 3 sao luôn thì tầm 1000 mấy máu, 2000 máu là đã trâu lắm rồi. Mình hồi một phát 500 máu và một vị tướng bên team bạn đi là hồi 500 máu nha mọi người, 9 tướng. Ác liệt luôn á chứ. Chỉ còn con Kalista này của mình nó quăng đủ nhanh, nó đủ đam thôi thì cái dàn tăng của mình nó bất tử luôn. Đây nó quăng nè, nó gầm dẻo như con nhím ở đây mà. Đó, cứ đủ máu là giật nha, cứ đủ máu là giật thôi anh em ơi. Quăng nè, quăng nè, quăng nè, rút nè, đó, quăng nè, quăng nè, tích dẻo nè, tích dẻo nè, rút nè, đó. Ui, nó không lỗi thì ai lỗi nữa đây mọi người. Và anh em đừng quên nha, nó còn đi chung với giao điện nữa. Nó quăng càng nhanh, tích giáo càng nhanh, giao điện giật càng nhiều. Khá là bá luôn á. Hiện tại những cái bài tướng 2 tiền với lại là 3 tiền carry thì mình đang đánh giá rất là cao. Còn Kalista, còn Teemo, Kata, Z, Kakma và Vel'Koz nha mọi người. Còn những cái vị tướng khác thì nói chung là carry thì vẫn được thôi. Nhưng mà hiện tại nó đang không đứng trong top meta. Và nếu như mọi người có yêu cầu hoặc là có bất kỳ một cái thử thách gì muốn mình làm thêm thì hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Hoặc là nếu như mọi người mà muốn ưu tiên mình làm cái meta nào trước thì anh em hãy góp ý và đưa ra bình luận ở phía dưới. Tại vì tất cả bình luận của mọi người từ khen, chơi, góp ý là mình đều đọc được hết nha. Anh em khỏi cần phải lo luôn. Chính là cái ông này anh em ơi. Ông này lúc đầu game đấm mình mất chuỗi thắng nè. Cây thế nhờ. Trời ơi, Gary nó xoáy anh em ơi. Trong chống che kìa. Kalista rút nổi không đây? Không nổi luôn anh em. Không nổi luôn anh em. Con Gary này nó lỗi quá vậy.
Hồi bữa là mình cũng đã có làm một cái video về Garen 3 sao đi chung với trang bị cuồng đao cũng như là full hồi phục á. Và đi chung mình nhớ không nhầm là 6 dây ke. Tại vì Garen á, nó sẽ là tốc đánh càng cao xoáy càng nhanh. Vì hồi bữa anh quốc cho nó gần 6 dây ke nên mới nó xoáy phải gọi là tốc độ gió 100 km/h, giật bão cấp 13-14 luôn anh em, nó xoáy kinh lắm, khủng bố lắm. Và lúc mà mình làm video meta nha, là mình sẽ cố gắng hướng dẫn anh em rất là kỹ luôn, từ cách gọi là xếp bài nè, tướng carry nè và tướng tăng cơ nha. Và nếu như mọi người có bất kỳ một câu hỏi nào muốn mình trả lời thì hãy đừng quên bình luận ngay ở phía dưới nha, là mình có thể biết được anh em cần giải đáp thắc mắc gì về cái form bài meta này á. Thì nói chung là mình biết cái gì thì mình sẽ trả lời giúp cho anh em thôi. Tại ở cái phiên bản mùa 9 này, những cái form bài tướng 1 tiền, 2 tiền và 3 tiền carry á, nó sẽ khá là lợi thế hơn một chút xíu thôi. Tại vì kinh nghiệm khi mà cần lên cấp á, nó sẽ cao hơn một tí nha mọi người á, ở tất cả mỗi cấp luôn. Thì cần cái lượng tiền nhiều hơn, cần cái thời gian nhiều hơn á, thì trên những cái form bài solo run như thế này á, nó sẽ lợi thế hơn chút nha mọi người. Ông này nuôi sứ giả hư không nè, Kalista. Gặp cái ông kia đúng 2 lần, ổng đấm mình mất chuỗi thắng 2 lần luôn anh em mà. Ông này cũng khá là bá đạo nha. Nhưng mà làm sao, tại vì hiện tại là mình cũng đang còn rất là nhiều máu, phơm bài của mình đang đép được cực kỳ ổn luôn. Và cái quan trọng nhất là mình đang được Kalista một sao, đang cầm 3 trang bị chuẩn ha. Cái này mới là quan trọng anh em ơi, 3 trang bị chuẩn rồi nè. Ok, cái hệ thách đấu này á, khi mà nó ăn được một mạng á nha, nó sẽ tăng 50% tốc đánh trong vòng 1.25 giây. Đây là một cái lượng chỉ số rất là lớn, tại vì tốc đánh nó tăng theo phần trăm. Thì mấy con thách đấu á, tốc đánh nó cao sẵn rồi nha mọi người, thì nó cứ ăn được một mạng á, nó tăng tới tận là 50%. Đấy, là tăng một nửa luôn anh em. Thì nó quăng thì thôi chứ, chắc là không chịu một cái phát nào cả. Ai da, trước ra quái gặp ngay cái ông này, ông yếu thì đừng hỏi luôn á, mất luôn chuỗi thua của tôi rồi. Chuỗi thắng thì gặp ông mạnh, mà chuỗi thua thì gặp ông yếu anh em. Sao không phải là ngược lại nhờ? Ngược lại tuyệt vời quá luôn rồi nè. Đời không như mơ nha mọi người. Vậy hiện tại mùa 9 này á, mình nói thiệt với mọi người luôn á nha, là đang còn rất là nhiều meta luôn á. Từ tướng 4 tiền nè, tướng 5 tiền đang rất là nhiều. Như là đang hot nhất á, là cái bài Aphelios tướng 4 tiền, hot nhì á, là cái bài Jerry Carry tướng 4 tiền nha. Còn tướng 1 tiền, 2 tiền với lại là 3 tiền Carry á, thì thật sự là nhiều không thể đếm luôn rồi. Nói chung Jesu Carry tướng 4 tiền với lại là AZ thì vẫn được thôi. Nhưng mà mình đang thấy là nó cũng đang bị đánh giá hơi thấp so với những cái form bài meta đang hot nhất hiện tại á. Thì nói chung là Jesu nè, AZ các kiểu á, thì vẫn có meta nha. Nhưng mà mình sẽ ưu tiên làm những cái bài nào mà đang hot, leo răng dễ nhất á, để cho mọi người chơi nó dễ ăn chút. À, mới nhắc cái nó ra luôn kìa, ảo thật. Ok, bây giờ mình sẽ cắm rễ level 7 nha mọi người. Tại vì tướng 3 vàng mà, roll tỷ lệ cao nhất, ổn nhất luôn, và cái form bài nó đẹp nhất là tầm level 7 nha. Trời ơi, không ra mỗi con nào á. Hồi lúc đầu khi mới tận bây giờ không roll một cái phát nào cả, thì lên được Kalista 2 sao. Chứ còn lúc mà bắt đầu lên đó nha, roll level 7 á, thì nó không ra, ảo thật. Được đúng một con anh em. Đây, hợp lý luôn. Cái bài này tướng 5 tiền á, thì mình nhớ không nhầm chỉ cần đúng mỗi con A-Chot thôi á. A-Chot được kích cái hệ dũng sĩ, các kiểu. Chung là tướng 5 tiền nữa, khá là ổn. Cái Lista 1 nè, trời ơi nó là 2 sao thôi chứ. Ok, tướng tăng cơ chính á sẽ là con Sen nha mọi người á. Còn tướng phụ đam là tất cả tướng á, tất cả tướng đều phụ đam được nha. Còn Sen là tăng cơ chính nha mọi người. Sen là tướng 4 vàng á, tướng 4 vàng tăng cơ khá là chiến. Ok, loại vàng tiếp à. Xoay đi anh em ơi, xoay đi. Nhận được một cái vương miện sau 25 lần roll. Úp, cái này ngon vậy. Để cho mình một cái găng thần thoại của anh em ơi. Và tướng mang cái găng này á, thì khi mà random chắc chắn luôn là ra được hai cái trang bị thần thoại của anh nha. Chiến báo nhau, hợp lý phết anh em. Hiện tại cái găng này là nó có 3 loại. Loại thứ nhất á, là ra trang bị bình thường. Loại thứ hai á, là ra trang bị thần thoại của anh.
Và lõi thứ ba đó chính là ra full trang bị ánh sáng nha mọi người. Và nó còn một cái lõi về găng nữa, nếu như mọi người chưa biết thì tướng mang găng nó sẽ luôn luôn ra là trang bị chuẩn luôn, tên là Donnie đóng giày nha. Nó đã có từ rất là lâu rồi, từ mùa 6 đã có rồi sao nè. Ông này là Garen, một cái form bài đề Mesa đi chung với Zin nè. Zin này thì mình không biết có carry được hay không, nhưng mà kỹ năng của nó bắn khá là cháy nè. Đó, kỹ năng của nó bắn khá là cháy nha, mà mình thấy nó bắn không có đam cho lắm. Trời ơi, anh em thấy cái hệ thách đấu này không? Đấy, đây là cái form bài chuẩn nha. Còn thêm con Aichot nữa nha mọi người, để kích cái hệ dũng sĩ á. Và là tướng 5 tiền kích thêm cái hệ thích khách nữa, khá là bá. Tại vì bây giờ ở trong đó cho chân lý á, nó sẽ có một cái bảng mà để cho mọi người lập một cái form bài sẵn luôn. Mọi người quên nó thì cứ bật lên mà kiểm tra thôi, rất là đơn giản mà đúng không? Ok, xem nè. Nice. Ujutsu 2, ngon quá. Hồi nãy bị lỗi sao anh em ơi? Nó tự nhiên xuất hiện Yasuo dưới hàng chờ. Ở trên sàn đấu chứ, nhìn đúng ảo luôn á. Mình đếm qua đếm lại tướng của mình nó có 8 con mà mình mới 7 slot, mình thấy nó cứ sai sai kiểu nào á. Cái quả đó mà mình không lên được Yasuo 2 chắc là tự bán Yasuo mình luôn á nè. Ok, Yasuo lock Hasagi nè. Ông này là Galio 3 star full tăng đi chung một cái form bài là Kayle Carry đang roll Kayle 3 star nhưng mà chưa lên nha. Ủa, Kalista nó hoàng. Ủa, Yasuo vừa lướt vừa đồng hồ cát cơ. Nhìn chuyên nghiệp phết nhờ. Anh em thấy không, hồi nãy Yasuo nó vừa lướt nó vừa đồng hồ cát các em. Nhìn ác chiến thật sự. Và nếu như mọi người có bất kỳ một cái gọi là ý kiến gì, góp ý gì vào cách mình bình luận làm video các kiểu á, thì anh em hãy góp ý ở phía dưới nha. Ok, tướng 5 vàng là cái Aichot luôn nè. Mà không biết cái tới tay mình hay không thôi, khá là khó. Khá là khó, rồi luôn, mất luôn, sao mà tới tay mình được. Có thì vàng kìa, anh em không lấy à. Mình thì khi mà mình làm video meta là mình cũng sẽ rất là hạn chế lấy được thêm thì vàng, lấy thêm ấn hoặc lấy thêm lõi này em ơi. Tại vì mình đang muốn cái form bài của mình đang chơi nè, nó sẽ là đúng nhất với cái form bài của mình đưa ra đây cho mọi người cùng xem tham khảo á, để cho anh em hình dung cho dễ nhất. Rồi. Ô, nó lạ ra một con Yasuo anh em ơi. Cái này có phải bị lỗi không ta? Thật luôn ấy chứ. Tại vì cái cổng của mình đang chơi á là cổng rớt đồ. Nó sẽ cho mình thêm một vị tướng gọi là bậc cao á, nó sẽ tùy theo thời gian trận đấu nha. Tướng 1 vàng, 2 vàng, 3 vàng, 4 vàng, tùy theo thời gian trận đấu nha mọi người. Cứ 2 round là được một tướng, cứ 2 round là được một tướng nha. Mà tại sao xuất hiện con Yasuo ở đây là sao ta? Không hiểu luôn anh em ơi. Mọi người nếu như mà có cái câu trả lời giải thích nào thì comment với mình ở phía dưới nha. Chứ mình cái này mình cũng chịu á. Ok. Mà làm sao anh em ơi, tự nhiên được con Yasuo vào cái form bài này chơi cũng sướng nha. Hai Yasuo 2 sao, tướng 4 vàng 2 sao mà có hai con thì rất là bái luôn á. Mọi người thấy không, mặc dù Kalista mới chỉ là 2 vàng, anh nhầm, mới chỉ là 3 vàng mà 2 sao thôi đấy nha. Mà nó vẫn đang rất là bái rồi. Trời ơi, từ nãy giờ roll 4 round liên tục rồi. Nó ra được cho mình một con Kalista nha mọi người, đúng một con luôn. Ở đây khóc khóc một chút được hai con. Khóc một chút được tận hai con Kalista này mời, quá tuyệt vời. Có rất là nhiều em hỏi mình đó là làm sao để mà chơi tiếng Việt được, thì cái này thì mình bó tay chống cơm luôn anh em ơi. Tại vì mình đang chơi trên server Việt Nam thì nó là tiếng Việt thôi. Vậy hiện tại mình đang chơi là phiên bản PC ở trên máy tính nha, chứ còn nếu như mọi người chơi trên điện thoại thì hiện tại vẫn chưa có tiếng Việt đâu ha. Nó lại luôn luôn tiếng Anh rồi. Thật, tiếng Anh từ mùa 1 đến tận bây giờ rồi anh em ơi. Chịu không biết sao giờ. Tại vì tiếp TFT Việt Nam vẫn chưa ra nha. Hiện tại là mọi người vẫn đang chơi chung với server của C của bên Đông Nam Á. Thì người ta phải để cái tiếng chung đó anh em. Tiếng chung chung các kiểu như là tiếng Anh nè.
hoặc là nếu như mọi người thích chỉnh qua tiếng khác cũng được, nhưng mà không có tiếng Việt. Có nhiều anh em bình luận là mình làm sao chọn được lõi tướng khởi đầu như là lõi chích tờ phép, tam ken các kiểu á trước khi vào chọn á nha. Thì cái này mình chơi trên PC thì nó sẽ cho mình một cái cục mình chọn được anh em. Còn nhiều anh em hỏi mình là chọn làm sao ở trên điện thoại thì cái này mình cũng chịu thôi. Tại vì mình không có chơi điện thoại, mình không có chơi cái trò này trên điện thoại nha. Nên thật sự là mọi người hỏi mình thì mình cũng rất là muốn trả lời anh em luôn á, nhưng mà mình không có chơi, mình không biết được thiệt. Có rất là nhiều anh em cho mình là ở trên điện thoại á không có chọn được cái lõi. Mình cũng đang rất là thắc mắc là tại sao trên PC chọn được, mà cũng gần gọi là gần chục người bình luận luôn á. Thật luôn, gần chục người bình luận ở trong cái video mình mới đăng kêu là không có chọn được lõi khi mà khởi đầu, thấy nó cũng lạ. Tại vì sao không chọn? Ui, vãi chưởng, rớt ra ai chót luôn mà, what the fuck. Ảo mai sư cô lai vậy, nhưng mà giờ chưa có đủ slot bạn ơi. Mình đang muốn là roll xương xương lên được Kalista 3 xong rồi lên level 8 anh em ơi, xong rồi roll sâu. Ai ngờ cái hệ rớt đồ này, cái cổng rớt đồ anh em ơi, nó cho mình luôn cái con ai chót kìa. Mà hồi nãy mình vẫn không hiểu tại sao luôn á, nó ra cho mình được tận 2 con Yasuo nha. Không hiểu luôn anh em, mình vẫn đang rất là thắc mắc luôn á, ở đâu ra ta. Mình không biết đó là lỗi game hay là cái tính năng mới của cái cổng của mình đang chơi nữa, nhưng mà nhìn nó khá là ảo mai luôn á. Đây, cái list nó quăng nè. Trời ơi, mày Galio 3 sao cầm ba cái trang bị lớn mà nó quăng đúng tầm, mình nghĩ là tầm 5 giây á. Nó rút một phát đi luôn hơn nửa cây máu. Holy shit. Cũng có nhiều anh em hỏi mình đó là làm sao để chọn cái lõi, chọn lõi tướng huyền thoại á để mà ổn hơn khi mà leo rank. Thì cái này á, nó sẽ tùy thuộc vào form bài của mọi người đang chơi nha. Form bài của mọi người chơi á, đó là form bài tướng 4 tiền 5 tiền, thì mọi người sẽ lấy lõi tướng huyền thoại á, là con Aure mà lên cấp, hoặc là lấy những cái lõi tướng khác để mà đép máu hơn. Còn những cái form bài như là Kalista carry của mình nè, tướng 1 vàng 2 vàng với lại là 3 vàng carry á, thì mọi người sẽ lấy những cái lõi như là Ron đổi lại của Lee Sin nè, hoặc là có thêm được cái trang bị chuẩn như là của Chitta Fett nè, hoặc là được thêm vàng của con Tam Ken nha mọi người. Thì nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều luôn vào cái lối chơi của mọi người. Đấy, cái lối chơi của mọi người nha. Anh em muốn bán máu, anh em muốn đép máu, hay là mọi người muốn được như nào á, thì lúc trước khi vào chọn lấy cái lõi huyền thoại giúp cho mình nha. Chọn này mình đang muốn gọi là vẽ đồ chuẩn nhất có thể luôn cho tướng carry, tướng tăng cơ. Thì mình lấy lõi tướng huyền thoại á, đó chính là con Chitta Fett nha mọi người. Nó cho mình những cái lõi, nó cho mình thêm trang bị, nó cho mình học quà Pandora các kiểu á, thì tỷ lệ khi mà ra lõi nó sẽ rất là cao. Hầu như là chắc chắn là sẽ ra luôn anh em. Trời ơi, tôi roll gần 50 tiền rồi, lên được 3 con Kalista. Chịu nổi không anh em? Còn thiếu tận 3 con nữa. Mình thấy nó ui, level 7 mà roll Yasuo tướng 4 tiền Kai'Sa, Shiyu các kiểu, nó nhiều vô kể luôn á. Kai'Sa của tôi đâu? Ui, ui thiệt luôn anh em. Ây da, ây da, ây da. Sắp end game tới nơi rồi nhưng mà Kai'Sa vẫn là chưa 3 anh em ơi. Vãi anh em, không ra thiệt luôn. Mình thấy đâu có ai chơi đâu ta. Ủa, game lỗi đây em ơi. Game nhá Free Fire rồi. Thật lúa chứ không ai chơi Kalista nha. Mình roll không ra, roll hết tiền luôn đó. Nhưng mà Kalista 2 sao vẫn mạnh. Ông này level 8 hơn 50 tiền. Phần bài nói chung là lúc đầu game mà có đề mai xa, lúc đầu game đếp máu ác. Rất là nhiều anh em hỏi mình là lúc đầu game nên chơi cái phơm bài nào để mà đếp máu. Thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái phơm bài của mọi người đang muốn hướng tới nữa. Thật, nếu như mọi người chơi cái phơm bài hư không á, thì hư không mình đề xuất luôn nha, hư không đề mai xa lúc đầu game á là hai cái tộc hệ đếp máu rất là dễ. Hôm qua mình có nói với anh em á là cái cổng Beethoven nó sẽ chắc chắn ra luôn cho mọi người ba cái lõi kim cương. Thì cũng có phần đúng mà cũng có phần sai nha mọi người. Cái phần đúng ở đây á thì có cổng đó nha, nhưng mà cái phần sai ở đây á là có nhiều cổng hơn thế. Là cái cổng Beethoven nó chắc chắn ra lõi đầu tiên cho mọi người là lõi kim cương. Còn lõi thứ hai với lại là cái lõi thứ ba á, nó sẽ là random. Còn có cổng Beethoven nó sẽ ra cho mọi người chắc chắn hai cái lõi đầu tiên nha, là lõi kim cương.
nhưng mà cái lõi thứ ba thì chưa chắc nha mọi người. Còn cái cổng Beethoven mà ngày hôm qua mình nói á, nó chắc chắn ra cho mọi người là ba lõi kim cương ở trong cùng một cái trận đấu nha. Tại vì vùng đất á, nó có tầm 10 vùng hay là 11 vùng rồi đó nha mọi người ơi, mình nhớ không rõ. Nhưng mà mỗi cái cổng dịch chuyển đó, cái vùng đất nó sẽ nhiều hơn, nó gọi là có nhiều sự lựa chọn hơn cho mọi người á. Giả bộ cái vùng đất Beethoven đúng không, nó sẽ có rất là nhiều cổng Beethoven, kiểu kiểu vậy nha mọi người. 10 vùng đất nhưng mà có tận mấy chục cổng dịch chuyển khác nhau để cho mọi người chọn á. Thì cái cổng dịch chuyển của mình nói ngày qua á, đó chính là một trong số nhiều những cổng dịch chuyển Beethoven khác. Thì mình nói là cũng có phần đúng mà cũng có phần sai nha mọi người á, do ngày hôm qua mình chưa có nói kỹ thôi. Ok, hiện tại là Kelly của mình chỉ mới là 7 con thôi, nhưng mà con iChot nó tự ra cho mình là 2 con luôn rồi nè, không cần phải roll. Đây Kalista 8 con, lên luôn cho tôi được không? Bà đi. Anh em thấy không, mặc dù chỉ mới là Kalista 2 sao thôi đó nha, mà nó mạnh kinh khủng luôn á. Đó là lý do tại sao cái bài này đang được đánh giá là bài meta cấp S cộng nha mọi người. Gọi là bài rác cũng không có, cũng không có phải xạo đâu, rác thật sự. Và mình nhắc lại nha, hiện tại mình đang chơi ở trên server Việt Nam nha mọi người á. Cái phiên bản này hiện tại đang về Việt Nam rồi, anh em có thể tải về và cập nhật chơi đấy. Còn ở trên điện thoại thì mình nhớ không nhầm là cũng cập nhật rồi á anh em có tải về chơi là ok. Trời ơi, cái list tài nó quăng, nó rút giáo kìa. Có chưa có phát nào đâu, tuyệt vời. Uầy, bây giờ mấy cái trang bị thần thoại của anh á, nó ra cho mình mấy cái trang bị mới nhìn hài cốt ác. Với lại bây giờ nó có thêm mấy trang bị kim long nữa nè, chơi khá là hay, nhất là cái quyền trường giả kim á. Ui, hắt tiền sướng lắm mọi người ơi. Hiện tại là mình vẫn đang săn thêm những cái vị tướng 4 tiền 3 sao hoặc là tướng 5 tiền 3 sao mà mình chưa có làm được nha. Và mọi người nào muốn xem thêm những cái video về mùa chính á thì hãy cứ vào cái phần video để đăng ở trên kênh của mình á. Thì mình cũng đã có làm rất là nhiều video về mùa chính rồi nha, anh em cứ vào để mình xem thêm thôi. Đây, cứ 2 round nó sẽ cho mình thêm một cái vị tướng, mà nó sẽ phụ thuộc vào thời gian trận đấu nha mọi người. Lúc đầu game là tướng 1 tiền 2 tiền và lúc cuối game như thế này là tướng 4 tiền tướng 5 tiền thôi. Mà mình vẫn không hiểu sao lúc đầu game nó có tận 2 con Jesus ở trong cùng một cái trận đấu. Mình tưởng nó là tính năng, ai ngờ có vẻ như là lỗi sao quá anh em. Ui, Kalista nó không ra thật luôn nè, roll gần 30 tiền. Nếu mà tính tổng tiền á, chắc là phải roll tầm 100 vàng ở đây rồi. Cuối cùng cũng ra, khóa lại nha mọi người á. Còn cái lượng tiền mà muốn là được tầm level 8 á, thì không biết đào đâu ra đây. Đúng là Kalista, firm bài chuẩn, đồ chuẩn thì thôi chứ. Anh em nhìn Sen kìa, Sen của mình đang là 2 sao, cũng như là đang cầm ba cái trang bị lớn rất là chuẩn nha, như vậy luôn. Và Kai'Sa của mình cũng là như vậy, Kalista của mình cũng là như vậy nha. Đây rồi, 3 sao luôn cho em nó, không ngần ngại chi nữa. Bây giờ tích tiền và lên được tầm level 8 nha mọi người á. Kẹp thêm con iChot nào vào kích luôn cái hệ đồ thích khách. Mình cứ quen cái mồm Slayer là đồ tể nên mà ai ngờ bây giờ dịch lại thành thích khách. Xong mà kẹp thêm cái hệ đó chính là Dũng Sĩ nữa, iChot tướng 5 vàng bổ Q1, Q2, Q3, các kiểu con này đều luôn. Bữa giờ anh em cũng hỏi mình là chừng nào ra cái server này ở trên điện thoại thì mình cũng không biết luôn anh em. Mà mình nhớ không nhầm là ra rồi chứ, phiên bản mùa chính à. Là ra rồi mà, chẳng lẽ mà PC cập nhật 2 ngày rồi mà điện thoại chưa ra vậy, nó là hơi kỳ. Úi dồi, sao nó đập mình kìa, what the hell, thua kìa. Ảo nhờ, thấy hơi ảo đó, tại vì hồi nãy giờ Kai'Sa 2 sao thì gặp ai cũng thắng cả, nhưng mà lên 3 sao thì lại thua. Nó có, anh em thấy nó có vô lý không? Kai'Sa 2 sao chủ thắng mười mấy trận liên tục. Ơ, hình như là mình thua là nó được cái sao anh em. Mình cứ thua một trận là được thêm một cái con Jesus và trợ giúp hả? Phải không gì? Ở đâu ra ta, mình không biết luôn anh em. Nếu như mọi người có biết được cái tình huống này nó tại sao mà nó xảy ra thì hãy đừng quên bình luận góp ý cho mình ở phía dưới nha.
Tại vì nói chung là mùa 9 mà nó cũng còn rất là nhiều điều mới mẻ đối với mình cũng như là anh em á. Thì có gì cứ chia sẻ cho nhau thôi để biết thêm. Uầy, hang Giê-xu. Được á. Ok, cái xe bắn nè, cái Lista Bison nó găm nè. Vẫn thua. Hôm nay phơm bài Estodea bá vậy. Ê, ê. Cái xe bắn, cái Lista găm giáo. Rút nè. Rút nè. Rút nè, úi xồi. Hơn 12.000 đam anh em ơi. Ông này level 9 và một cái phơm bài nói chung là toàn tướng 5 vàng, 4 vàng, 2 sao không à. Cũng khá là gớm. Rồi bạn lấy gì thì bạn cứ lấy thôi. Mình nói chung là trang bị bây giờ thì không biết là cái gì luôn anh em. Tại vì nó phải gọi là quá chuẩn đối với mình luôn rồi. Từ Sen, từ Yasuo, Kalista với lại là Kai'Sa, nó không thiếu bất kỳ một cái trang bị gì cả. Đây, cái mình còn thiếu á, bây giờ đã đủ luôn rồi. Bỏ thêm con Aatrox nè và kích được luôn tới tận là ba hệ Dũng Sĩ, Thích Khách cũng như là Đắc Kinh nha mọi người. Cái con Aatrox này nếu như mà chỉ cần team mình nó còn sống á thì nó cũng còn sống nha. nó gọi là cái sinh trùng đó em. Nó cứ chết đó, nó cứ bám vào cái thằng kia, cái thằng nó còn sống thì nó còn sống thôi. Xong rồi nó hồi sinh lại. Mất dạy lắm. Nó chơi kiểu mất dạy lắm anh em. Ui ông này 5 vàng 2 sao kìa, chắc là phải 4-5 con rồi đó. Kalista. Ok, quăng được á, quăng được á. Khó nhờ. Ông này 10 slot ở đây mà. Kalista. Hồi máu, ui hồi máu. Không nổi luôn. Không nổi luôn anh em. Mặc dù quăng rất là lực nha, nhưng mà anh em nhìn cái phơm bài của ổng kìa. Nói chung là tướng 3 vàng của mình carry á, nó cũng gọi là lực bất tòng tâm thôi. Tại vì ổng 10 slot mà nó còn có BVS 2, Rai, Kassante, Aatrox, Sion 2 sao, Jerry 2 sao. Mình nhìn mà mình còn ngại luôn á chứ nói gì ổng. Mình nhớ không nhầm là ổng được một cái phơm bài 6 Beethoven thì phải. Ổng cũng gọi là nuôi khủng long đấy. Cũng mạnh mẽ phết đấy. Đây, Yasuo đồng hồ cát. Mình xếp bài qua phía bên đây nha. Tại vì hồi nãy hai trận trước mình xếp bài phía bên trái thì mình đều thua. Bây giờ mình xếp bài thử qua phía bên phải nha. Tại vì hồi nãy mình xếp một trận phía bên phải thắng anh em. Đây, cái Lista được quăng free nha. Quăng nè. Làm chón anh em ơi. Rút dẻo nè. Quăng nè. Rút dẻo nè. Ê, có vẻ như là hiệu quả đấy mà. Ê, được nè, được nè, thắng luôn. Úi dồi. Úi dồi. Thắng luôn anh em ơi. Ok và GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt anh em. Bye bye. Cho tất cả mọi người nha. Hiện tại cửa hàng B&U Store của mình đang có tận gần 50 mẫu quần và áo khác nhau để cho mọi người có thể gọi là thỏa sức lựa chọn. Áo thì có áo wash long cổ tròn, polo wash long, áo túi hộp, áo dây chuyền siêu chất luôn. Và tất nhiên rồi, rất là nhiều mẫu độc quyền luôn chỉ có tại B&U Store nha. Quần thì có rất là nhiều mẫu mã nha mọi người. Và mình xin hứa luôn, bên mình bán chất lượng không bán thương hiệu nên mọi người có thể an tâm trải nghiệm nha. Tại vì chất lượng làm nên uy tín mà đúng không mọi người? Nên nếu như mọi người có nhu cầu hoặc là muốn ủng hộ cho mình thêm thì đừng quên cửa hàng của mình có để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận đó nha. Và nếu như mọi người chưa biết, hiện tại là mình cũng đang có một cái chương trình, đó chính là tặng quà cho tất cả hóa đơn mọi người mua tại cửa hàng B&U Store này. Một cái phần quà liên quan tới tựa game đó cho Trân Lý mùa 9 nha mọi người. Mùa 7 mình cũng tặng, mùa 8 mình cũng tặng, và chắc chắn rồi mùa 9 không thể thiếu ha.